trận đấu giữa Phúc Nhỏ và Karaoke Sông Hậu. Có ông Gòm nha bạn. Điểm Úc Gòm 1-0. Úc Gòm và Phúc Nhỏ nha. Chẳng muốn tốt. Điểm Úc Gòm 2-0. Bóng không thẳng lưới. Điểm Úc Gòm 3-0. Điểm kết thúc nhỏ 1-3. Điểm 2-3. Điểm kết thúc nhỏ 2-3. Ba đều. Ba đều. Điểm cho X kết nhỏ 4-3. Quá tốt rồi. Và đến tới điểm cho X gồm 4-3. Đặt bóng trên lưới, điểm cho Úc Gòm 5-4. Đặt bóng trên lưới, điểm cho Úc Gòm 6-4. Không còn. Nghĩa bóng trốn, điểm cho Úc Gòm tốt chút nữa 5-6. Điểm cho Úc Gòm 7-5. Điểm kết thúc 8-5. Những bóng tốt, điểm kết thúc nhỏ 6-8. Bóng vợ trắng ra ngoài. Điểm số gồm 9-6. Đã bóng tốt. Đẩy chín. Điểm số gồm 7-9. Điểm kết thúc 10-7. Điểm kết thúc nhỏ 8-10.
quá gọn. Điểm số bút gồm 11 hả? Điểm cuối cùng 12 tạ. Bóng cỏ lên không? Không lên rồi. Điểm cuối cùng 12. Bóng đi quá xa. Bóng còn. Điểm cuối cùng 13-10. Điểm 13-10. Điểm cuối cùng 11-13. Sao ngoan ơi, cắt bỏ không? Cắt bỏ hay cắt đưa? Cắt qua cho em hả? 14-11. Điểm cho phút nhỏ 12-14. Điểm cuối cùng 15-12. Lấy điểm cuối cho đồng đội. Điểm 16. Kết thúc xích 1, đệ mũ nhỏ Úc gồm thắng trước 1-0. Xích 2 giữa Úc gồm và Phúc nhỏ. Điểm kết thúc nhỏ 1-0. Điểm đầu tiên. Quá tốt. Điểm kết thúc nhỏ 2-1. 2-1. Bóng vẫn còn. Quá hay vậy. Quá không? Quá luôn. Quá thông minh. Rất tiếc bóng không nhận lưới. Điểm kết thúc nhỏ 2-2. Quá khéo, bỏ bóng tốt. Điểm kết thúc nhỏ 3-2. Bóng đẹp. Bỏ bóng tốt. Điểm kết thúc nhỏ 4-2. Kịp không? Vẫn kịp.
Lô, quá hay vậy. Điểm đứt rồi, 3, 4. Không tốt. Điểm đứt rồi, 5, bia. Điểm đứng trường 4-5 điểm ra. Bóng bằng tay. Điểm đứng trường 6-4. Điểm 6-1. Đổi điểm 5-6. Quá tốt. 7-5. Tốt không? 7-5. Điểm trước vừa 5, có lộ 6, 7, xin lỗi. Bảo bóng tốc. Điểm trước vừa 8, 6. Điểm cho Úc Vương 7-8. Điểm cho Úc Vương 8-10. Còn quá hay vậy. Điểm trước vô 9-8. Quá ghê vậy. Điểm trước vô 9-4. Bỏ ngoài luôn. Sai. Phút nhỏ, điểm phút nhỏ. Điểm chút phút nhỏ 10, 9. Bóng còn. Rất tiếc, bóng ngoài luôn. Điểm chút phút nhỏ 10. Điểm kết thúc rồi, 11-10.
Bóng tốt. Điểm kết thúc nữa, 12, 10. Mười một, mười hai. Mười ba, mười một. Điểm cho Úc Vương 12, 13. Điểm cho Phúc Ngỡ 14, 12. Bốn mươi hai mươi bốn mười ba mười bốn mười lăm mười ba điểm kết thúc nhỏ mười lăm mười ba thục được rồi. Sơn là bóng tốt. Điểm kết thúc 14, 15. Điểm kết thúc 15, 10. Lưu ý được cuối cho hai đội. Chào mừng tốt. Kết thúc. Úc Vương thắng chung cuộc 2-0. 15. Kết thúc vòng thi đấu.